Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển bơm nước sinh hoạt cấp nước cho tòa nhà VNPT Net 1. Trong tòa nhà VNPT Net 1, hệ thống nước sinh hoạt gồm có một bể nước ngầm 120 mét khối, bể nước mái 20 mét khối, gồm 4 tép nước, mỗi tép 5 mét khối để cung cấp nước cho tòa nhà. Nước được bơm từ bể nước ngầm lên bể nước mái thông qua hệ thống gồm hai bơm có công suất là 2,2 kW, điện áp 380V chạy luân phiên nhau. Sơ đồ nguyên lý hoạt động mạch điện bơm nước sinh hoạt. Mạch lực Atomax 3 pha MCCB. Tiếp điểm mạch lực khởi động từ MC1. Dơn dây nhiệt OCR1. Động cơ bơm 1. Tiếp điểm mạch lực khởi động từ MC2. Dơn dây nhiệt OCR2. Động cơ bơm 2. Mạch điều khiển công tắc chuyển chế độ bơm 1 SV1. Nút nhấn khởi động bơm 1 ST1. Nút nhấn dừng bơm 1 STB1. Cuộn dây khởi động từ MC1. Tiếp điểm thường đóng dơ ne nhiệt OCR1. Tiếp điểm duy trì MC1. Tiếp điểm thường mở dơ ne trung gian R. Công tắc chuyển chế độ bơm 2 SV2. Nút nhấn khởi động bơm 2 ST2. Nút nhấn dừng bơm 2 STP2. Cuộn dây khởi động từ MC2. Tiếp điểm thường đóng dơ ne nhiệt OCR2. Tiếp điểm duy trì MC2. Tiếp điểm thường mở dơ ne trung gian R. Tiếp điểm phao điện S3. Cuộn dây dơ ne trung gian R. Nguyên lý hoạt động: ở chế độ bằng tay ta chọn chạy bơm 1. Bước 1, đóng tô mát tổng MCCB và chuyển công tắc chọn chế độ SV1 về vị trí man. Chuyển công tắc chọn chế độ bơm 2 SV2 về vị trí off. Bước 2, để khởi động bơm, bơm nước lên bể mái, ta nhấn nút ST1. Cuộn dây MC1 có điện, đóng tiếp điểm thường mở MC1 để duy trì điện cho cuộn dây MC1 và đồng thời đóng tiếp điểm động lực MC1 để cấp điện cho bơm, bơm 1 hoạt động. Bước 3, để dừng bơm, ta nhấn vào nút STP1. Cuộn dây của MC1 mất điện sẽ mở tiếp điểm mạch lực MC1, ngắt điện cấp cho bơm, bơm 1 dừng. Ở chế độ tự động, ta chọn chạy bơm 1. Ta chuyển công tắc chọn chế độ bơm 1 SV1 về vị trí auto. Bơm 2, ta chuyển công tắc chọn chế độ SV2 về vị trí off. Khi mức nước trong bể mái xuống đến mức thấp của phao S3, phao S3 sẽ đóng tiếp điểm cấp điện cho cuộn dây dơ ne trung gian R. Cuộn dây dơ ne trung gian R có điện sẽ đóng tiếp điểm dơ ne trung gian R cấp điện cho cuộn dây MC1. Cuộn dây MC1 có điện đóng tiếp điểm động lực MC1 cấp điện cho bơm để bơm nước lên bể mái. Khi nước trong bể mái đầy lên đến mức cao của phao S3, phao S3 sẽ mở tiếp điểm ngắt điện vào cuộn dây dơ ne trung gian R. Cuộn dây dơ ne trung gian R không có điện, mở tiếp điểm R cắt điện vào cuộn dây MC1. Cuộn dây MC1 mất điện sẽ mở tiếp điểm mạch lực MC1 ngắt điện cấp cho bơm 1, bơm sẽ dừng hoạt động. Dơ ne nhiệt OCR có nhiệm vụ bảo vệ động cơ khi bị quá tải. Khi động cơ bị quá tải, dòng điện qua dơ ne nhiệt vượt quá giới hạn đặt trước. Tiếp điểm thường đóng dơ ne nhiệt OCR sẽ ngắt điện cuộn dây MC1. Cuộn dây MC1 mất điện sẽ mở tiếp điểm mạch lực ngừng cung cấp điện cho động cơ. Động cơ sẽ được bảo vệ an toàn. Tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển bơm cấp nước sinh hoạt cho tòa nhà VNPT Net 1. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.